Thưa quý vị, dự báo từ nay đến cuối năm 2024 sẽ có khoảng 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. Biến đổi khí hậu từ nay đến cuối năm tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, rông lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa, bão lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến Enso năm 2020. Nhận định xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ tháng 6 đến hết năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn thông tin: Nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7, tháng 8 năm 2024 đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở Bắc Bộ là tháng 7 đến tháng 9, ở Trung Bộ là tháng 9 đến tháng 11. Mưa lớn cục bộ với cường suất lớn từ 50 đến 100 mm trong 3 đến 6 giờ có khả năng xuất hiện nhiều trong thời gian tới, đề phòng gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi, ngập úng đô thị. Đặc biệt cảnh báo kịch bản La Nina tác động vào nửa cuối năm 2024 có thể xuất hiện các đợt mưa tập trung nhiều trong các tháng cuối năm 2024 tại khu vực Trung Bộ. Dự báo ven biển Đông Nam Bộ có 3 đợt chiều cường cao vào các ngày 18 đến 23 tháng 9, 16 đến 22 tháng 10, 12 đến 20 tháng 11 và 12 đến 18 tháng 12. Trong đó đợt chiều ngày 16 đến 20 tháng 10 và 12 đến 20 tháng 11, mực nước chạm Vũng Tàu có thể đạt trên 4,3 mét. Nguy cơ cao ngập úng khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao, nhất là khi trùng với thời gian gió chướng hoạt động mạnh tại khu vực. Trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện 1 đến 2 đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển, nhất là tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Như vậy, trong nửa đầu mùa mưa bão, thiên tai sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và với kịch bản La Nina xuất hiện, bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm. Nhiều bão hình thành trên biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối của năm. Mưa lớn, bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền Trung trong giai đoạn nửa cuối năm 2024 có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm 2020. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào và hẹn gặp lại.